Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn truyền hình Vĩnh Long để cập nhật những thông tin đầu tiên trong chương trình Chào buổi sáng. Hôm nay thứ 6, hôm nay thứ 5, ngày 6 tháng 10, chương trình có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Vaccine phòng Covid-19, lá chắn bảo vệ trẻ. Đầu tư công kiên quyết không dàn trải manh mún. Ứng dụng phương tiện bay không người lái tiết kiệm hơn 30% thuốc bảo vệ thực vật. Mở đầu là thông tin về văn hóa và du lịch. Kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2022, từ nay đến cuối tuần trên địa bàn thủ đô sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Cụ thể vào tối mai, 7 tháng 10 tại Cung Điện Kinh Hà Nội, quận Nam Từ Liêm sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 với khoảng 5.500 người tham gia đồng diễn, thể thao, nghệ thuật và khán giả. Tiếp đó vào Chủ nhật, giải bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 sẽ diễn ra tại Hồ Tây với sự tham gia của trên 500 vận động viên và trưng bày khúc ca khải quang. Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 năm 2022 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức vào tháng 11 là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Trong số 183 tác phẩm của 156 tác giả ở đồng bằng sông Cửu Long được Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn qua ảnh chụp, tỉnh Vĩnh Long có 17 tác phẩm của 15 tác giả. Các tác phẩm tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực năm nay của các họa sĩ Vĩnh Long đều là những tác phẩm mới sáng tác, bám sát chủ đề, phản ánh các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của quê hương như công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2, làng nghề, cuộc sống miền sông nước, xây dựng nông thôn mới, quốc phòng an ninh, phòng chống dịch. Thưa quý vị, năm 2022, lễ hội hoa Tam Giác Mạch lần thứ 8 sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 11 tại huyện Đồng Văn, Hà Giang với chủ đề Sức sống cao nguyên đá. Lên vùng cao Hà Giang dịp này, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc khác. Nhiều năm trở lại đây, hoa Tam Giác Mạch được coi là một trong những sản phẩm du lịch chủ đạo của cao nguyên đá Đồng Văn. Thời điểm cuối tháng 11, tháng 10 hàng năm khi tiết trời se lạnh cũng là lúc hoa Tam Giác Mạch vào độ đẹp nhất. Để chuẩn bị cho lễ hội hoa năm nay, bốn huyện vùng cao núi đá phía bắc của tỉnh Hà Giang đang chuẩn bị trồng gần 400 hecta hoa Tam Giác Mạch. Thời gian hoa nở sẽ kéo dài từ nay đến tháng 12. Thời điểm hoa nở rộ nhất sẽ vào đúng dịp lễ hội. Còn tại tỉnh Yên Bái thì những ngày đầu tháng 10 này, khi mà tiết trời sang thu, du khách lại rạo rực vì mùa lúa chín ở mù Cang Chải. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời nhiều mây và có mưa, nhưng cũng không cản được bước chân du khách đến với ruộng bậc thang mù Cang Chải. Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được biết đến là một trong những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Đến mù Cang Chải thời điểm này, đứng từ xa ngắm những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín mới thực sự cảm nhận được những đường nét uốn lượn tinh tế, khéo léo trong việc sáng tạo ruộng bậc thang của đồng bào Mông nơi đây. Đến nay, Cao Bằng đã đón tiếp gần 754.000 lượt khách, tăng 111% tổng doanh thu du lịch, đạt 377,4 tỷ đồng, tăng 687,9% so với cùng kỳ năm 2021. Những tháng cuối năm, địa phương đang đề ra nhiều giải pháp, phấn đấu đến hết năm 2022, hoàn thành mục tiêu đón tiếp 1 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 400 tỷ đồng. Thực hiện việc phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã phối hợp tổ chức khai mạc chương trình du lịch về nguồn, hoàn thành nhiệm vụ tái thẩm định danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Đặc biệt, Cao Bằng sẽ tập trung phát triển du lịch theo mô hình công viên địa chất. Đây là mô hình đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa các yếu tố về lịch sử, cảnh quan, văn hóa bản địa. Thông tin về y tế, nhờ có vaccine phòng Covid-19, Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh. Hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng Covid-19 ai cũng thấy. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ tiêm vaccine ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn còn thấp. Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại ở trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi cũng vậy. Và để nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra, thì nhiều địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ.
theo khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương để tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ. Trước hết, ngành y tế phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung đẩy mạnh truyền thông về tác dụng hiệu quả của vaccine phòng COVID-19 đến người chăm sóc trẻ, gia đình, giúp họ hiểu thêm về vai trò bảo vệ của vaccine đối với trẻ. Đặc biệt là kết hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và ngành giáo dục các địa phương, chú trọng các điểm tiêm lưu động an toàn ngay tại trường học. Đã có 26 ca tử vong do sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là số ca tử vong cao nhất trong 10 năm qua liên quan đến sốt xuất huyết. Trước tình hình này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức ban hành văn bản áp dụng mô hình phân tầng để điều trị sốt xuất huyết. Theo đó, tầng 1, các phòng khám tại trung tâm y tế, trạm y tế, phòng khám đa khoa chuyên khoa, tầng 2, bệnh viện tuyến huyện, đa khoa khu vực, đa khoa tuyến thành phố, các bệnh viện đa khoa tư nhân, tầng 3, bệnh viện chuyên khoa nhiễm và các bệnh viện đa khoa tuyến cuối. Thạc sĩ bác sĩ Lương Chấn Quang, Phó trưởng khoa kiểm soát phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kinh nghiệm phòng chống dịch ở các tỉnh phía Nam và kinh nghiệm trên thế giới cũng đều cho chúng ta thấy chứng minh một điều là bệnh sốt xuất huyết cần phải đến bệnh viện sớm nhất có thể, bệnh viện ngăn ngừa chuyển nặng và phát hiện kịp thời chuyển nặng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, những chính sách an sinh xã hội được triển khai thần tốc đã hỗ trợ rất lớn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh bình thường mới, những chính sách này vẫn giữ vai trò quan trọng, tiếp sức cho người lao động ổn định cuộc sống. Và trong đó thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn theo sát diễn biến thực tế, chủ động tham mưu, phối hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, hàng chục ngàn lao động tại doanh nghiệp này đã được chi trả kịp thời gói hỗ trợ từ Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đặc biệt, gần đây, người lao động rất phấn khởi khi được nhận thêm hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Như hỗ trợ người lao động thuê nhà theo cái quyết định 08, thì cá nhân tôi thì cũng được hưởng theo cái nghị quyết 116. Và không những là tôi mà bản thân đồng nghiệp của tôi ấy, thì cũng được nhận những cái hỗ trợ từ cái những cái gói hỗ trợ này của nhà nước, thì tôi cảm thấy là vô cùng là vui. Trên cơ sở ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin trong việc quản lý các đơn vị và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tại các địa phương đã nhanh chóng xác định được mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của các đối tượng và gửi danh sách cho các đơn vị rà soát lại, tránh việc chi trả không đúng đối tượng. Phần mềm rất là tốt của bảo hiểm xã hội, vì thông qua cái phần mềm này, doanh nghiệp chúng tôi đã giảm thiểu được rất nhiều các cái thời gian về việc khai báo, về việc là làm các cái thủ tục để hưởng bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên. Đối với người lao động khi nhận được cái khoản trợ cấp nhà ở này, đó là một nguồn động viên rất là lớn đối với người lao động. Tại vì khi mà người lao động nghỉ, không có nguồn thu, một nguồn thu được hỗ trợ từ kế lũy của bảo hiểm thất nghiệp cộng với cái tiền trợ cấp nhà ở này, là một cái sự trang trải rất là lớn đối với cả người lao động để vượt qua những cái lúc khó khăn. Có thể thấy, sự thích ứng của ngành bảo hiểm xã hội trong đại dịch thể hiện rõ nét nhất qua công tác thông tin, truyền thông kịp thời để phổ biến chính sách tới người lao động và toàn xã hội. Đợt vừa qua trong cái việc giải quyết các cái hỗ trợ cho người lao động, cho doanh nghiệp trong cái thời kỳ đại dịch COVID-19, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thì chúng tôi cũng đã sử dụng một cách rất hiệu quả cái dữ liệu, các cái cơ sở dữ liệu mà ngành bảo hiểm xã hội đang quản lý, đồng thời là kịp thời, rất nhanh chóng để hỗ trợ cho đến tận người lao động. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện qua cái giao dịch điện tử và các hồ sơ được tiếp nhận trên cổng dịch vụ công, chính vì vậy tạo điều kiện rất thuận lợi cho người lao động, người sử dụng lao động được nhận các tài khoản tiền hỗ trợ là kịp thời. Chính sách nhân văn đi cùng tinh thần triển khai quyết liệt, chủ động trong công tác bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Qua đó đã góp phần đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương kịp thời đưa ra các đề xuất, giải pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, đảm bảo cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội. Liên tục chương trình là thông tin về kinh tế. Ngày 5 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
đã ký chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết không dàn trải, manh mún, chia cắt, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải đã bố trí gần 8.600 tỷ đồng cho cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, trong đó có hơn 8.300 tỷ đồng bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng. Đây là nguồn vốn được cân đối từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tính đến nay, đơn vị này đã được Thủ tướng Chính phủ giao 47.000 tỷ đồng và đã bố trí hơn 8.300 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng trong năm nay. Bộ Giao thông Vận tải cho biết phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng, các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20 tháng 11 tới và bàn giao toàn bộ các diện tích còn lại trong quý 2 năm 2023, theo yêu cầu của Chính phủ. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Đối với giá điện sinh hoạt, đề án thay đổi theo hướng rút gọn từ 6 bậc còn 5 bậc, bậc 1 từ 100 kWh, còn bậc 5 là từ 701 kWh trở lên. Các phương án điều chỉnh cơ cấu biểu giá điện cho mục đích sinh hoạt đều có các hộ sử dụng điện thấp hoặc trung bình dưới 300 kWh tăng giá điện, các hộ sử dụng điện từ 300 kWh đến dưới 1.000 kWh được giảm giá điện, các hộ dùng điện trên 1.000 kWh tăng giá điện. Như vậy, cả ba phương án điều chỉnh sẽ có tác động tăng giá ở các mức độ khác nhau cho hơn 85% tổng số hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt. Sau khi phân tích ưu nhược của các phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, đơn vị tư vấn đề xuất áp dụng phương án 5 bậc. Mỗi năm thì vùng đồng bằng sông Cửu Long sản xuất được khoảng 24 triệu tấn lúa, thì cũng có chừng ấy tấn rơm rạ thải ra đồng ruộng. Tận dụng nguồn phế phụ phẩm trong nông nghiệp làm phân hữu cơ vừa góp phần làm sạch đồng ruộng, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, vừa có nguồn phân hữu cơ bón cho đất. Theo Cục Trồng trọt, trong 3 năm gần đây, theo tổng kết của Cục Trồng trọt, nếu để lại toàn bộ rơm rạ trên ruộng hợp với mật độ xạ thưa, chúng ta có thể giảm 50% lượng phân bón hoặc 50% thuốc bảo vệ thực vật. Phương mô hình xử lý rơm rạ tại đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học để dùng làm phân bón hữu cơ thay vì mua phân. Người dân giữ lại rơm rạ không đốt, dùng sản phẩm sinh học xử lý, thậm chí là không cần thời gian cách ly mà vẫn ngăn chặn được hiện tượng ngộ độc hữu cơ do rơm rạ gây ra, giảm được lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho cây lúa. Hiện nay Đồng Tháp có hơn 30 phương tiện bay không người lái phun xịt thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, áp dụng mô hình này tiết kiệm khoảng 30% lượng thuốc so với truyền thống. Hiện trong tỉnh có nhiều phương tiện bay không người lái là ở các huyện Tháp 10, Cao Lãnh và Tam Nông. Thiết bị này giúp nhà nông tránh độc hại và phun thuốc bảo vệ thực vật nhanh hơn gấp 10 đến 15 lần so với phun xịt truyền thống. Trước xu thế công nghệ hóa trong nông nghiệp, việc áp dụng phương tiện bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật đã cho thấy nhiều lợi ích. Phương tiện bay không người lái trong canh tác sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian, mà quan trọng hơn hết là bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Nhằm góp phần khẳng định thương hiệu và mở ra nhiều triển vọng mới cho sản phẩm xoài cát Hòa Lộc, Phòng Nông nghiệp huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện thành công đề tài chứng nhận vườn đầu dòng xoài cát Hòa Lộc tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau hơn 3 năm thực hiện, đề tài đã xây dựng được một quy trình nhận dạng cây giống phôi hữu tính xoài cát Hòa Lộc thông qua kỹ thuật điện di protein và một quy trình nhân giống bằng phôi vô tính. Là một đặc sản nổi tiếng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, xoài cát Hòa Lộc được người dân Nam Bộ nói riêng, trong nước nói chung, ưa chuộng và đặc biệt là đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Nhiều năm qua, thầy Nguyễn Nhật Tân, sinh năm 1982, ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, là cá nhân tốt kết nối vận động mạnh thường quân, giúp cho các học sinh nghèo và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, đau yếu, bệnh tật ở các địa phương và các vùng lân cận. Câu chuyện cảm động của thầy Tân sẽ được chúng tôi gửi đến quý khán giả trong chương trình Chuyện Tử Tế ngày hôm nay. Rồi, tiết học của chúng ta hôm nay kết thúc. Cả lớp đứng dậy thầy chào thầy. Rồi, các con nghỉ.
sau giờ lên lớp, thầy giáo dạy môn mỹ thuật Nguyễn Nhật Tân ở trường tiểu học thị trấn Phong Điền 1, thành phố Cần Thơ lại cầm sắp vé số đi bán để lấy tiền hỗ trợ cho học sinh nghèo, bà con khó khăn ở địa phương. Mới đầu thì các anh chị cô chú cũng không tin, nhưng mà dần dần thì các cô chú thấy cái việc làm ý nghĩa của mình, các cô chú ủng hộ rất là nhiệt tình. Thì điều đó là mình hết sức là vui vẻ khi đi bán vé số và được giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh, cái bệnh tật khó khăn và các em học sinh khó khăn. Cứ chiều thứ năm hoặc thứ sáu hàng tuần, thầy Tân đến đại lý nhận vé số đi bán. Có hôm thầy lấy đến 400-500 tờ, sau đó trong rủi khắp thị trấn Phong Điền mời khách mua. Ngoài ra, thầy Tân còn tận dụng mạng xã hội để bán vé số qua hình thức online để có thêm nguồn thu nhập, giúp đỡ cho nhiều người. Dân cũng có xuống thường xuyên, xuống cũng qua tặng quà, có cho tiền, cho hoàn cảnh gia đình vợ chồng tôi khổ. Một quả đau, tôi cũng quả đau bệnh viện, tôi yếu già yếu cũng đau hoài. Nhờ thầy Tân có thể giúp đỡ, thấy gia đình cũng tạm sống ổn. Con rất cảm ơn thầy Tân tặng tiền cho con. Bắt đầu làm thiện nguyện từ năm 2010, đến nay thầy Tân đã giúp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh giúp đỡ các em học sinh vào mùa tụ trường hay bà con nghèo, thầy còn hỗ trợ các tổ từ thiện và cùng bà con vá đường nông thôn. Ở trường thì mình cũng đã công tác khoảng gần 18 năm, thì cái công việc đó mình đã hiểu gần hết và mình thu xếp cái thời gian cũng rất là ổn. Trong cái việc thiện nguyện thì nó cũng có cái nhiều cái thử thách, nhưng mà cố gắng thì vì cái tâm mà vượt qua cái thử thách đó. Hiện tại bây giờ mình rất là hạnh phúc, giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn. Và cái quan điểm của mình là cho đi bằng tấm lòng thì sẽ nhận lại bằng cả trái tim. Chưa lập gia đình, thầy dành tất cả thời gian cho trường lớp, hướng dẫn các em từng nét vẽ làm đẹp cho cuộc đời. Và cảm động hơn khi trái tim của người thầy luôn hướng về những người nghèo khó bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.